Video hôm nay anh làm ấy thì anh sẽ giải đáp cái vấn đề mà một vài ngày qua có rất nhiều bạn cũng thắc mắc với anh. Thì có bạn này nói là ô ông này do này bỏ sáo rồi quay sang làm YouTube à. Có bạn hỏi anh ấy, thì bây giờ anh không làm sáo nữa mà anh quay sang làm YouTube rồi à? Thì mình xin giải đáp, thì cái thời gian vừa rồi thì mình cũng có ít đăng cái thông báo về sáo trúc lên. Thì cũng một phần là do đợt này mình cũng làm YouTube, thì cũng đầu tư một chút thời gian về YouTube, và cái thứ hai là cũng mùa dịch nên anh em là cũng ít đơn hơn, nên là mình cũng không làm nhiều như trước. Còn về việc thì mình bỏ nghề đi làm YouTube thì cái thì không phải nhé, mình đính chính lại là không phải, bởi vì cái nghề của mình kiếm sống bằng cái nghề của mình, sao mình bỏ ra các bạn. Bây giờ đấy làm mua đồ về làm như thế này thì mà lại bỏ đi thì bỏ cho ai, đúng không? Đấy, thì mình xin đính chính lại là với các bạn là anh vẫn làm sáo, vẫn cung cấp sáo cho thị trường, cho anh em đam mê nhé mọi người nhé. Đấy, còn YouTube thì anh cũng vẫn làm, YouTube anh vẫn làm bình thường. Thế nhưng mà cái thời gian về sáo vẫn là chủ yếu, dành cho sáo vẫn là chủ yếu nhé mọi người nhé. Thì anh vẫn quét sáo bình thường đấy, hàng ngày bình thường thì anh vẫn vừa làm sáo, anh vẫn vừa làm YouTube được. Thì mọi người biết tại sao không? Đấy, thì anh làm sáo những ngày anh làm sáo bình thường này, ở nhà thì anh không quay được clip. Thì anh sẽ bỏ thời gian những cái lúc mà anh làm sáo xong thì anh sẽ quay làm clip, cũng bớt chút thời gian ra làm clip để cho anh em xem. Thì cũng có thể là anh vừa làm sáo anh vừa làm được YouTube các bạn ạ. Đấy, thì cái công việc, cái đặc thù công việc của anh là như vậy. Của các bạn thì không biết thế nào, thì anh nghĩ là các bạn vẫn có thể tranh thủ làm được YouTube thôi, bởi vì cái làm YouTube không phải là chỉ làm để đi quay video đâu mọi người ạ. Khi mới làm YouTube thì nó rất là vất vả. Đấy, thì anh vừa làm này, anh vừa có thể là dùng điện thoại của anh, cái điện thoại anh đang sạc trên nhà, thì anh vừa làm, anh vừa có thể sử dụng điện thoại của anh để anh xem video để tăng cái giờ xem của mình lên. Thì các bạn nên biết là khi làm YouTube thì để các bạn được kiếm tiền thì các bạn phải đáp ứng được cái điều kiện của nó là kênh của các bạn, video của các bạn phải sạch sẽ, là không có những cái vấn đề liên quan đến về bản quyền này kia. Và cái kênh của bạn thì phải đạt ít nhất là 1.000 lượt đăng ký và 4.000 giờ xem các bạn. 4.000 giờ xem đấy, một con số không hề nhỏ đâu. Hôm trước thì anh có nói với các bạn là các bạn chịu khó làm thì các bạn trong một tháng các bạn cũng có thể bật được kiếm tiền, thì cái đấy không sai các bạn nhé. Cái đấy thì không sai đâu. Nhưng các bạn phải chịu khó, các bạn đầu tư nhiều, đầu tư về thời gian, đầu tư về vật chất, đầu tư về mọi thứ để các bạn làm. Nhưng mà so với anh làm thì anh bớt chút thời gian làm sáo để anh làm thôi. Thì anh làm thì có thể là cái kênh của anh thì anh dự tính trong khoảng gần 1 năm thì sẽ đủ điều kiện để bật kiếm tiền các bạn nhé. Đấy, thì anh cũng làm chưa chuyên sâu lắm đâu, cũng vừa làm vừa phải làm kinh tế nữa, điều kiện nó không cho phép để anh đầu tư nhiều thời gian vào đấy. Đấy, cái thứ hai là kinh phí máy móc trang thiết bị để phục vụ thì anh chỉ có một cái điện thoại thôi, chưa sắm thêm được những cái máy tính hoặc là những cái công cụ để quay phim khác. Đấy, và cái YouTube của anh thì chủ yếu anh làm một mình đó, không có tem gì làm. Thế nên là vì mình cũng phải làm kinh tế, không thể là đang đi làm kinh tế này không phải rủ anh em đang đi làm kinh tế mà quay sang là làm YouTube được. Đấy, trong khoảng vài tháng đầu rất là khó khăn, mà anh thì anh ở với bố mẹ cũng nhiều tuổi rồi, thì cái về kinh tế thì anh cũng phải gánh trọng trách lớn ở trong gia đình. Bố mẹ anh thì vẫn có thể làm được ta kinh tế, nhưng mà giờ mình lớn rồi mình cũng phải lo kinh tế cho do mình đình mình chứ, đúng không? Về YouTube thì anh sẽ làm dần nhé các bạn nhé, anh sẽ làm dần chứ anh cũng giờ anh làm anh cũng sẽ không bỏ hơn trước nữa. Trước thì do là anh bị hai cờ, cái kênh của anh bị hai cờ liên quan đến bản quyền nên anh bỏ, anh không làm nữa. Nhưng bây giờ thì anh sẽ quay lại anh làm anh phát triển kênh của anh, thì dù sớm hay dù muộn thì cũng không sao cả, nhưng mà vấn đề là cố gắng trong một năm làm là bật đủ điều kiện bật kiếm tiền, rồi về sau thì làm cứ vừa làm kinh tế vừa làm YouTube đấy. Anh em yêu quý thì anh em vào xem những cái video, mình sẽ cố gắng chọn những cái video mà nó chọn những nội dung mà nó hay ho để làm cho anh em xem.
Cảm ơn tất cả anh em thời gian vừa qua đã vào ủng hộ kênh của Hanh, và rất mong thời gian tới thì tất cả anh chị em bạn bè cũng tiếp tục vào kênh của Hanh xem và đăng ký kênh ủng hộ Hanh nhé. Đấy, mọi người đăng ký kênh và bấm chuông theo dõi để nhận thông báo khi mà Hanh ra clip nha mọi người nhé. Đợt đầu thì Hanh làm Hanh chưa có kinh nghiệm đâu, làm YouTube mấy ngày đầu này làm cũng hơi linh tinh một chút. Đấy, nó chưa đi vào một cái quỹ đạo chuẩn. Thời gian sắp tới anh sẽ cố gắng là làm theo một cái form nhất định. Đấy, làm theo một clip video theo một cái form nhất định. Đấy, loạt video một loạt về cái chủ đề gì này thì làm liên quan đến cái đấy, xong rồi thời gian sau lại làm cái liên quan, tức là theo một chuỗi video, một clip video theo cái chủ đề, theo một trình tự để anh em xem đỡ bị nhàm chán. Ok, thì đấy các bạn, Hanh vẫn làm kinh tế nha, làm cả kinh tế này, vẫn đang ngồi làm sáo đây. Đấy, vẫn đang ngồi làm phép mầm này. Cái điếu cày. Đấy, vẫn làm sáo bình thường đây, vẫn đang phép bình thường đây. Không bỏ nhé, không bỏ nghề được. Để kiếm tiền của mình bỏ thì mình ăn đất, thì ăn đất. Đúng không? Cặp đất mà ăn. Bỏ nghề thì làm cái gì, làm YouTube thì mới đầu thời gian đầu rất là khó khăn đấy. Nên các bạn nào, nhưng mà các bạn đừng lo nhé, những cái bạn mà có nhiều thời gian, bây giờ vẫn có nhiều thời gian Hanh chưa phải lo nhiều kinh tế thì các bạn làm YouTube được. Đấy, các bạn tranh thủ làm được nhiều hơn Hanh rất là nhiều đấy. Còn Hanh thì Hanh cũng chỉ làm được một phần nhỏ thôi, chưa làm được nhiều nhé. Còn các bạn, mình Hanh biết chắc chắn là tất cả các bạn là có nhiều bạn sẽ làm tốt hơn Hanh rất là nhiều. Còn bạn nào mà mới làm chưa biết gì để làm YouTube ấy, thì nhắn tin cho Hanh, Hanh sẽ hướng dẫn các bạn những cái gì mà Hanh biết, Hanh đã và đang làm nhé. Về vấn đề nội dung, về vấn đề đầu tư thì đấy thì Hanh không chia sẻ được, không biết được nhiều, bởi vì Hanh cũng không có nhiều Hanh chia sẻ cho các bạn. Còn những cái mà bắt đầu làm YouTube phải cần làm những cái gì này, làm như thế nào để mình có được, đạt được những cái khoảng cái điều kiện của YouTube, thì những cái đấy thì Hanh cũng biết một chút, thì Hanh sẽ hướng dẫn mọi người. Đấy, thì các bạn làm YouTube thì Hanh chắc chắn là các bạn sẽ làm tốt hơn Hanh, bởi vì Hanh cũng làm cũng không được nhiệt huyết lắm đâu, chưa được nhiệt huyết lắm, nhưng về sau, về thời gian lâu dài Hanh sẽ đầu tư nhiều hơn. Hay còn hiện tại bây giờ thì cũng để làm sao để đạt được cái yêu cầu của YouTube trong một năm đầu tiên, sẽ cố gắng để đủ điều kiện để bật kiếm tiền các bạn nhé. Ok, thì và các bạn làm YouTube thì lưu ý là không hạn chế câu kéo những cái video của những bạn khác, ăn cắp ăn trộm video, về sau này nó sẽ dính bản quyền các bạn rất nhiều, và các bạn rất là mất cái thời gian để các bạn làm đấy. Đó, mà dính bản quyền xong là YouTube nó duyệt cho các bạn là rất là khó, nên các bạn cứ làm đời thực bình thường thôi, hạn chế lấy những cái video, những cái bài hát ở trên mạng đi, nó đánh bản quyền rất là mạnh đấy, rất là nhiều đấy. Mà nếu mà mượn của ai thì các bạn chỉ mượn để chạy thời gian thôi. Anh cũng biết là về sau cái các bạn chạy xong thời gian thì nó có ổn định được tốt cho các bạn hay không, hay là nó sẽ đánh bản quyền cho các bạn, thì cái đấy anh chưa làm nên anh không biết. Thì mà các bạn đầu tiên là các bạn làm thì các bạn hãy làm về thực tế đi, những cái video mình trải nghiệm và thực tế đi, và hạn chế sử dụng những cái video clip mà có sẵn có ở trên mạng rồi các bạn, để đao về và các bạn ghép vào cái video của mình, hạn chế dùng cái đấy, không nên dùng, nó đánh bản quyền nên là hỏng đấy, là vứt kênh đấy, không ăn thua đâu. Hãy cứ làm thực tế như Tamao TV ấy. Chào các bạn, tôi là đến chào mừng các bạn đến với Tamao TV, xong họ chỉ làm những cái công việc bình thường, đi lại, làm những cái hoạt động nội dung đấy thôi, chứ không sử dụng nhiều những cái ví dụ như là ghép nhạc, ghép cái này kia, đi trộm cắp của người khác, và hạn chế các bạn không nên dùng cái đấy nhé. Các bạn cứ làm đời thực bình thường thôi, có thể ghép những cái tiếng cười mà các bạn tự tạo ra, các bạn chỉnh sửa ở trên những cái app các bạn tải về rồi các bạn làm nhé. Đó, cái đấy thì các bạn có thể tự làm được. Ok, thì thời gian tới cũng rất mong tất cả các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh Hanh nhé. Ngày hôm nay Hanh chia sẻ về cái đấy, về vấn đề là Hanh vẫn tiếp tục làm kinh tế, Hanh không bỏ được nhé, không bỏ được cái nghề của mình, và Hanh vẫn tiếp tục làm YouTube. Đấy, những cái lúc Hanh rảnh, Hanh vừa làm, Hanh cũng vừa có thể làm YouTube được, bởi vì Hanh dùng điện thoại, Hanh chạy cái thời gian đi xem video của các bạn khác để ủng hộ các bạn khác, thì các bạn đây cũng sẽ ủng hộ lại Hanh thôi, rất là đơn giản. Thì nếu bạn nào mà muốn Hanh hướng dẫn cái cách tạo được cái lượt xem cũng như lượt xem ấy,
thời gian ấy, cũng như là cái sắp ấy, thì anh sẽ làm một video để về hướng dẫn các bạn để làm phát triển kênh nó theo, nhớ các bạn, anh sẽ giúp bạn phát triển kênh theo cái cách anh đang làm, và trong khoảng chưa đến một năm thì sẽ đủ điều kiện để bật kiếm tiền nhé các bạn nhé. Đấy, thì theo cái định hướng của anh đang phát triển như vậy. Nhưng mà bạn nào muốn tham khảo thì anh sẽ làm video clip và anh hướng dẫn các bạn nhé. Ok, xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Và nếu bạn nào muốn làm YouTube thì cùng nhau làm nhé, bắt tay với anh cùng làm nhé. Anh sẽ hướng dẫn các bạn, chỉ hiểu các bạn những cái gì anh biết để hiện tại bây giờ anh đang làm. Ok, xin chào.